vào một buổi sáng trong là như thế này, được thong dong trên chiếc xe đạp và tận hưởng cuộc sống thì thực sự là rất tuyệt vời. Mà quý vị biết không, đây là chiếc xe Peugeot được sản xuất vào năm 1970. Ở thời bao cấp thì chiếc xe này có giá trị bằng cả một ngôi nhà. Vì thế không có nhiều người có điều kiện sở hữu một chiếc Peugeot. Tuy nhiên ngày hôm nay thì chúng tôi không muốn dành nhiều thời gian để suy tư hay hoài niệm, mà chúng ta hãy cùng dành thời gian đó để khám phá một chủ đề thú vị hơn rất nhiều. Đã bao giờ quý vị thắc mắc rằng hình dáng ban đầu của chiếc xe đạp là như thế nào, cách thức vận hành ra sao, và nó có khác gì chiếc xe mà chúng ta vẫn hay đi, và còn rất nhiều những câu hỏi liên quan khác? Vậy thì đừng rời mắt khỏi màn hình, hãy cùng chúng tôi đến nhà một người chơi xe khá nổi tiếng ở Hà Nội để tìm câu trả lời. Và đặc biệt là ông đang sở hữu một chiếc xe có thể nói là hiếm có nhất hiện nay. Hãy theo tôi. Cháu giới thiệu, cháu Linh đến từ chương trình xe và giao thông. Thưa chú, ít phút trước thì cháu cũng giới thiệu với các bạn xem truyền hình rằng là chú đang sở hữu chiếc xe có thể nói là độc nhất Hà Nội hiện nay. Chú ơi, mình nói như vậy thì có quá không ạ? Có thể là bạn nói thế là không quá tí nào, nó chính xác là như vậy. Không phải những là độc nhất Hà Nội mà có thể nói là độc nhất Việt Nam, và nó còn thậm chí là nó là của hiếm của thế giới nữa, vì nó sót lại còn có vài chiếc. Chú có thể cho chúng cháu biết kỹ hơn một chút, tức là chiếc xe này thì được sản xuất từ năm bao nhiêu? Và cái điểm độc đáo nhất trên xe này là gì ạ? Tức là từ xưa nay là chúng ta vẫn đi xe đạp, và chúng ta là quen mắt với những cái xe đạp như bây giờ. Nhưng thực tế đây mới là cái xe đạp đời đầu tiên người ta phát minh ra xe đạp. Và cái từ gọi là bicycle, đấy, tức là mình dịch nôm na bây giờ là xe đạp, là xuất phát chính là từ cái xe này. Đấy, để chỉ là một cái phương tiện, lúc đó là lần đầu tiên người ta nghĩ ra được cái phương tiện dùng sức người đạp để mà chuyển động được. Nhìn sơ qua thì có thể thấy rằng cái chiếc xe này có cấu tạo rất là khác với chiếc xe bình thường. Và đây là chiếc xe được sản xuất từ năm 1878, tức là từ thế kỷ thứ 19, còn rất khác so với những chiếc xe hiện tại. Nhưng mà về cảm quan chú ạ, cháu nhìn thấy cái cấu tạo này thì chúng có thể thấy là cũng không hề đơn giản chút nào để vận hành nó, đúng không ạ? Đúng. Cái này ấy, thì thứ nhất là nó to lớn này là người Tây người ta nghĩ ra, người Anh nghĩ ra, thành ra là nó to lớn theo tỷ lệ người của họ. Đấy. Dù cái yên này đã cao bằng đến ngang người mình rồi. Đúng rồi. Nếu mấy người Việt mình mà yên như thế này thì thôi thì chả có cách nào mà chạy được cả. Đấy, thì nhưng mà vì là Tây là một, họ to cao, thứ hai là người ta phải đi lên đi xuống theo kiểu phi một con ngựa. Thì người ta mới, ví dụ đây có thể như này, người ta đẩy chạy xong người ta như này, người ta phóc lên giống như mình phi ngựa vậy đó. Cháu cũng đang phân vân không biết là cái thời gian đầu ấy, mà chú tập đi cái xe này thì có gặp khó khăn không? Phải nói là khó khăn, rất là mê, rất là thích. 4 giờ sáng tôi đem vào công viên Thống Nhất tôi tập đi, và coi như là mò mẫm mờ vậy đấy. Và tất nhiên là đi được, nhưng lên thì là tôi kê bậc tôi lên được, nhưng mà lúc xuống thì vì không có ai phụ giúp thì từng ngã khá đau liên tục, thành ra là cũng đi được, nhưng mà để hiểu là cái kiểu đó là như thế. Nhưng mà... Vâng, vậy thì chú có phiền không khi mà khán giả của chương trình rất muốn tận mắt chứng kiến chiếc xe độc đáo này vận hành như thế nào ạ? Được, mình có thể làm được, để mình sẽ đi thử cho các bạn và các khán giả truyền hình xem thử. Đây chính là cái trang phục ngày xưa của các nhà quý tộc Anh. Người ta thời đó người ta ăn vận như thế này, và khi đi xe đạp thì người ta cũng đi chơi, làm những cái cuộc mà vui chơi một nhóm mà đi cái xe đạp để với nhau, thì người ta ăn mặc như thế này, người ta đi xe đạp.
để đi được như thế này thì nói thật là tôi đã tập hàng năm trước rồi và có lần bị ngã và đau tay hàng năm. Thành ra là nói đi xe là sợ lắm, nhưng mà khi đi được thì chỉ giống như mình được chinh phục ấy, sướng lắm. Và thực sự là rất cảm ơn chú Hòa đã dành thời gian trao đổi với chương trình, cũng như là gạt bỏ nỗi sợ hãi của mình để giúp khán giả truyền hình biết được cách thức vận hành của chiếc xe cổ này và nó khó khăn, nó hết sức thú vị như thế nào. Tôi rất cảm ơn chú. Và hy vọng rằng quý vị khán giả đã có thời gian thực sự thoải mái khi theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương trình tiếp theo.